Sau đây là kết quả xổ số Khánh Hòa, Chủ nhật, ngày 24 tháng 7 năm 2022. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0, 6. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9, 8, 5. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3451, 1409, 4981. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 6917. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 96185, 54015, 91549, 61199, 91637, 70630, 74969. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 43243, 54092. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 34423. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 70880. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 583024. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 583024.